mọi người, hôm nay Vivi đu trend hóa thân thành mèo. Mèo này phiên bản mukbang nha. Hôm nay Vivi sẽ làm chân gà sốt Thái nha mọi người. Mời mọi người ăn cùng Vivi nhá. Tai heo nha. Xoài. Tắc này mọi người. Này là sốt Thái Vivi tự làm nha. Vivi chắc là sẽ rất là nhiều người thích ăn món này. Chân gà sốt Thái. Rất là nhiều bạn yêu cầu Vi làm món này nha. Hôm nay Vi múc bằng món này cho mọi người nha. Hấp dẫn chưa? Nước sốt đậm đà, cái cay, chân gà giòn, ngọt, rất là cuốn luôn mọi người ơi, ngon quá đi. Tai heo.